Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Phong thủy có giúp phát tài hay không? Không thể các bạn ạ. Với những vị gia chủ tri thức, có thêm vài phần may mắn đã là quá đủ. Phong thủy cho bạn thêm cơ hội về tài lộc, giảm đi vận xấu, nhưng không thể hóa giải những nghiệp bất thiện bạn đã tạo tác trước kia. Cũng như khi bạn thỉnh một vật phẩm hợp với bạn, vật này đã được sái tịnh gia trì sẽ cho bạn thêm điều tốt lành. Nhưng điều tốt lành này tồn tại trong một thời gian ngắn hạn và cũng không thể thay đổi được những gì trước đây bạn đã gây nên. Nhân nào quả nấy là điều không cải bàn. Tuổi Quý Hợi trẻ hơn Khải Toàn vài tuổi. Họ là những người có tâm tính thiện lành. Những ai sinh mệnh ngày thuộc hành âm đa phần là nội tâm. Video này Khải Toàn sẽ nêu vài ví dụ về lá số có yếu tố phát tài và cả những lá số hao tài khó giữ được tiền. Hiện tại với nam, nhóm 5, 11, 12 có vận không tốt. Với nữ, nhóm 6, 7, 11 là những nhóm có vận bất lợi. Tuổi Hợi đa phần tốt bụng, hiền lành, biết nhường nhịn mọi người trong điều kiện có thể, dễ dàng bằng lòng và dễ tha thứ cho người khác. Quý thuộc hành thủy, Hợi cũng là hành thủy. Những ai sinh tháng Hợi Tý Sửu, cuối năm và đầu năm khó giữ được tiền. Tuy nhiên không phải ai tuổi Quý Hợi cũng như nhau, thậm chí sinh cùng ngày giờ chưa hẳn đã giống nhau. Người có phước về tài, người có phước về tướng mạo hoặc là thọ mạng. Vậy phước từ đâu mà có, họa phúc từ đâu mà sinh? Đó chính là nghiệp lực mỗi người đã tạo tác trong đời quá khứ. Chính vì lẽ đó, có những mệnh có thể dùng phong thủy để gia tăng tài lộc, có những mệnh hoàn toàn không thể. Vì trong mệnh không có sẵn cá nhân tài phú, mệnh không có tài phú, chỉ có cách duy nhất là tu dưỡng tâm tánh, bố thí giúp người, mai ra mới có thể cải biến đường tài lộc về sau. Ngoài việc kiên nhẫn xem chọn video, bạn cần ghi lại 8 ô ngày sinh của chính mình, tự tra lịch việc hoặc vào website của Khải Toàn tra như hình minh họa này. Bạn đang làm nghề gì để kiếm tiền? Mất bao năm bạn thành thạo nghề của bạn? Khi đã thành thạo nghề, làm công việc ấy mỗi ngày nhưng vẫn phải rất khó nhọc giải quyết khi việc phát sinh, phải hao tổn công sức để cải biến, để tiếp thu những kiến thức mới nhằm đáp ứng dòng chảy của xã hội. Đó chính là nhân quả. Làm gì có nghề nào mới học mà thạo ngay? Làm gì có hạt nào, hạt giống không thể nào trồng xuống hôm nay mà ngày mai có ngay quả ngọt? Hoàn toàn là trái với tự nhiên. Vì vậy, nếu bạn trông chờ vào phong thủy cho bạn có nhanh tài lộc, trông chờ vào thần thánh cho bạn nhanh phước báo, hoàn toàn là mê lầm. Khải Toàn khá hạn chế nhận xem mệnh vì nhiều lý do khác nhau, trong đó người cần cải biến vận mệnh phải có ý niệm tự lực và phải là người tin vào nhân nào quả ấy, là người tin vào có làm mới có ăn. Video này hướng dẫn tìm cho mình dụng thần của tuổi Quý Hợi. Khải Toàn có đề cập đến mệnh phát tài, mệnh giàu có và người có lòng giúp người. Người có lòng giúp người là yếu tố lớn nhất để Khải Toàn nhận xem một lá số. Ngoài đề cập dụng thần mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ, chia chi tiết theo từng tháng sinh, Khải Toàn đề cập thêm về mệnh ngày sinh, đại vận tốt xấu và cách ứng dụng mệnh khuyết. Các bạn đón xem phần sau video. Quan niệm xưa cũ cho rằng dần thân tỵ hợi là tứ hành xung. Đây cũng là một quan niệm sai lầm. Xét mệnh chỉ theo năm sinh hoàn toàn không thể nào chính xác. Tuổi này xung với tuổi Quý Hợi, năm này là năm xấu, cưới người này tổn hao đến cha mẹ, tại sinh đứa con này mà như thế này hay như thế kia, hoàn toàn là tà kiến. Tà là nghiêng là lệch.
Người mang nặng tư tưởng như vậy không thể nào mở lòng, đừng nói đến vận tốt. Tâm trí không thể nào an được, tâm không an thì không thể nào có phong thủy tốt. Vì tâm lý an lạc là một loại phong thủy tốt nhất. Xem và chỉnh thể phong thủy nhà hay phong thủy công ty, phong thủy shop giúp gia tăng cơ hội về tài lộc công danh. Xem mệnh cải vận giúp gia tăng may mắn, giảm đi vận xấu. Tuy nhiên mọi thứ có tăng có giảm, không thể nào chuyển đen thành trắng, vì phong thủy hoàn toàn không thay đổi được luật nhân quả. Khi chọn nhà để ở, chọn nhà để nơi kinh doanh, tuổi Quý Hợi không nên chọn cửa tại cung Dần, góc 52 cho đến 68 độ Đông Bắc, sẽ phạm phải vong thần, chủ về kiện tụng thị phi. Về hướng hợp tuổi của mỗi lá số, bạn có thể lên website vào mục xem ngày lành để tìm hiểu thêm. Tuổi Hợi tam tai vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi, Thái Tuế vào các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Các bạn không nên quá lo lắng về các sao hạn này. Nếu muốn có vận tốt, hãy cố gắng loại bỏ những tư tưởng tiêu cực trong tâm trí chính mình. Ngày có sáng tối, một năm 12 tháng, chu kỳ 12 năm, đời người lúc này lúc kia, lúc lên lúc xuống là lẽ thường. Vận hạn tốt xấu phụ thuộc vào nghiệp lực của mỗi người, phụ thuộc vào phong thủy nơi bạn sinh sống, phụ thuộc vào yếu tố tâm lý. Tâm bạn thiện thì bất kỳ nơi nào bạn sinh sống cũng có thể trở thành mảnh đất phước. Mệnh có sẵn tài khố là mệnh dễ kiếm tiền, dù bạn làm gì cũng có thể kiếm được tiền. Khi nào thì phát đạt, điều này có thể thấy được trong sinh thần bát tự của chính bạn. Các bạn có thể xem lại video cách tự tìm cung tài lộc. Cách đây không lâu, một cô gia chủ đến từ Nha Trang vào Hồ Chí Minh gặp Hải Toàn. Mệnh của cô này là mệnh làm gì cũng có thể kiếm được tiền, nhìn đâu cũng có cơ hội về tài lộc. Với những ai sinh mệnh ngày sinh Nhâm thuộc Thủy và ngày Kỷ thuộc Thổ là mệnh có sẵn cung tài lộc của tuổi Quý Hợi. Các bạn xem phần sau video có hướng dẫn lấy lá số để tìm ra mệnh ngày sinh của chính mình. Nhóm 11 có thể là nhóm có thời vận kém nhất của tuổi Quý Hợi. Vì vậy, tuy khác tháng sinh đã có vận khác nhau, khác ngày giờ sinh còn khác rất nhiều. Các bạn nên biết học cải vận cũng giống như học một ngành nghề, cần một thời gian, cần kiên trì để chuyển xấu thành chung, chuyển chung thành tốt. Phải kiên trì chăm sóc mới có thành quả. Phong thủy tốt là phong thủy đơn giản, chỉ cần trong gia đình của bạn hòa thuận, có lòng thông cảm, nhiều tiếng cười là bạn đã sống trong một ngôi nhà có phong thủy tốt. Bạn muốn gia tăng phước báo, muốn tích phước bồi đức, hãy bố thí. Muốn khai ngộ, hãy nghe pháp và hành thiền, mở lòng thông cảm với tất cả mọi người. Quý Hợi xét riêng theo năm là nhóm người trầm tính lẫn cọc tính, có phong thái ung dung tự tại, quản lý tốt thời gian của chính mình. Nhóm người sinh sau tháng 8 đến tháng 1 dương lịch là nhóm người có thể thiếu đi sự nhiệt huyết lớn trong những hoài bão của mình. Nếu trong mệnh của bạn không có tài phú thì dù có giành giật cố tranh đoạt của ai cũng không thể có được. Mệnh giàu sang hay mệnh nghèo khó là do tạo tác từ đời trước. Mệnh có tài phú là do biết tu pháp bố thí, đời này bạn làm gì cũng có thể kiếm được tiền. Khải Toàn nêu vài ví dụ về tuổi Quý Hợi giàu có trong nhiều lá số đã tra. Ví dụ 1, mệnh nam này sinh tháng 10 năm 83, ngày sinh Bính thuộc Hỏa, cung tài là Kim, chữ Bính hành Dương, cung chính tài là Kim Âm, tức là chữ Tân hoặc chữ Dậu. Trong bát tự tứ trụ, trụ tháng có sức ảnh hưởng mạnh nhất, người này sinh tháng Dậu, bên cạnh lại có chữ Tân. Giờ sinh là giờ Tỵ, Tỵ Dậu lại hợp Kim, nguồn tài rất là vượng. Ví dụ 2, mệnh nữ này cũng sinh tháng 10 năm 83, ngày sinh Kỷ thuộc Thổ Âm, cung tài là Thủy. Nhìn vào đồ hình, lá số có Thủy rất dày. Thủy hành Dương là cung chính tài,
tức là chữ Nhâm hoặc chữ Tý. Mệnh có cung tài ở mức khá, nhìn vào đồ hình màu xanh dương thuộc thủy. Màu nâu đại diện cho thổ cũng rất là nhiều. Người này có nhiều thổ đại diện cho tích trữ đất đai nhà cửa và cả ban phát. Đây là người mệnh có lòng hào hiệp và giúp người. Tuy nhiên lại là người khá lo xa và đa nghi, tự làm khó tâm trí của chính mình. Thời vận của lá số này thăng trầm bất định. Trong mệnh lý, thủy quá vượng là mệnh dễ phá tài. Sau đây Khải Toàn ví dụ về mệnh khó giữ được tiền tài. Ví dụ 3, mệnh nam sinh tháng 12 năm 83, mệnh sinh tháng tý do thủy quản, năm sinh hợi, hợi cũng thuộc thủy, giờ sinh lại là Sửu, mệnh có tam hợp cục thủy bởi hợi tý Sửu. Mệnh này sinh ngày Quý cũng thuộc thủy, thiên can năm và giờ sinh cũng là chữ Quý. Mệnh có thủy cường vượng là mệnh khó tích lũy tài lộc. Bất cứ nơi nào họ ở, ngôi nhà dễ bị ẩm thấp, rỉ nước hoặc gặp lục. Lá số này có thời vận tốt đến khá muộn. Các bạn theo hướng dẫn lấy lá số, biết được mệnh ngày sinh của mình, tìm theo mũi tên đối xung sẽ ra cung tài. Nhìn vào lá số mình xem có nhiều màu trùng với cung tài hay không. Đây là một trong những cách đơn giản tìm ra mệnh có tài phú. Ví dụ bạn sinh ngày Giáp hoặc là Ất thuộc mộc là màu xanh lá, cung tài của bạn sẽ là thổ. Lá số có nhiều màu nâu tức là bạn có nhiều cung tài. Sinh mệnh ngày tính dương, ví dụ như là Giáp thì cung tài nên là thổ âm, ví dụ chữ Kỷ hoặc chữ Sửu hoặc cả chữ Mùi. Dù mệnh của bạn có tài phú hay không, thọ mạng tướng mạo ra sao, nếu chịu khó tu dưỡng tâm tánh, chịu khó bố thí tiền, bố thí lời nói, bố thí lòng yêu thương, thì vẫn có thể chuyển hóa được nghiệp lực, trừ khi chính bản thân của bạn không chịu bồi đắp. Nội dung hướng dẫn các bạn tìm ra dụng thần mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ. Nếu bạn kiên nhẫn xem, có thể phát hiện nhiều thông tin bổ ích về bản thân nhằm cải biến vận trình. Hãy để lại bình luận câu hỏi rõ ràng, ghi ngày tháng năm rõ ràng bằng dương lịch, đủ duyên Khải Toàn sẽ hồi đáp. Quý Hợi nói chung là những người trầm tính, lành tính, hiền lành. Tính cách tăng hay giảm phụ thuộc lớn vào ngày sinh và cả tháng sinh. Ví dụ năm sinh Hợi, tháng sinh có Tý Ngọ Mão Dậu là nhóm người cực đoan bảo thủ, cố chấp và có tố chất lãnh đạo. Tháng sinh có Dần Thân Tỵ sẽ linh hoạt giỏi ứng biến. Tháng sinh có Thìn Tuất Sửu Mùi sẽ bình hòa bao dung và nhân ái. Còn những ai sinh tháng Hợi thì càng trầm tính, ít phấn đấu. Tuổi Quý Hợi đa phần tốt bụng, giỏi phân bổ thời gian của chính mình, nhường nhịn mọi người trong điều kiện có thể, nhưng mà không nên quá ép họ, dễ dàng bằng lòng và dễ dàng tha thứ cho người khác. Tuổi Hợi là một trong tứ trường sinh đại diện cho mộc khố. Đặc tính của Hợi là hiền hòa, không thích ganh đua, không thích tranh đua với bất kỳ ai khác. Chính vì lẽ này họ dễ có được sự an lạc. Nhìn bề ngoài của tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận bất kỳ điều gì hoặc là buồn phiền bất kỳ điều gì khác. Nhưng thực tế họ biết cách cân bằng thời gian, điều hòa cho cuộc sống của chính mình. Họ dễ dàng bằng lòng, dễ dàng tha thứ cho người khác khi người khác gặp sai lầm. Nhược điểm lớn nhất của tuổi Quý Hợi có thể là lá số có thủy vượng, ít đấu tranh, ít phấn đấu, thiên về tình cảm rất nhiều, dễ bi lụy chuyện tình cảm. Đa phần người tuổi Hợi, họ đặt rất nhiều tình cảm của mình vào đối phương nên vì thế dễ thất vọng. Các bạn nên biết, không có chuyện vận dụng phong thủy là phát tài ngay, càng không có chuyện đeo một món trang sức, mua một vật nào đó rồi phát tài ngay được. Nếu vận dụng tốt thì mỗi ngày bạn tích góp một ít điều tốt lành,
Ví như mỗi ngày bạn bỏ ống heo một ít tiền, một thời gian sau con heo mới mập ú lên được. Thầy phong thủy có cách phát tài nhanh, hãy làm theo họ. Đó chính là cách của tà ma. Một người nào đó giúp bạn phát tài nhanh thì họ có tiểu thần thông từ linh giới yêu ma. Họ có thể mách bảo bạn, cho bạn biết một vài việc. Nhưng các bạn nên biết, cái gì bộc phát thì không thể bền lâu, hậu quả thì rất khó lường. Thầy phong thủy chân thiện cho bạn phương pháp, việc còn lại bạn phải nỗ lực tự phấn đấu và vô cùng cố gắng. Cố gắng nhiều thu hoạch nhiều, cố gắng ít thu hoạch ít. Tuy nhiên, bạn phải là người có phước phần mới có thể đón nhận được những điều tốt lành từ người khác. Bạn không đủ phước thì dù có thần Phật tới độ, bạn cũng không thể nào tin được, không thể nào giúp được chính bạn vì bạn không đủ phước. Vì thế, nếu sống thiện lành, giúp đỡ chúng sinh, không tham sân si mạn nghi là cách tốt nhất để bồi đắp phước duyên, bồi đắp cho hậu vận sau này. Sống thiện lành là nhân, phước báo là quả. Quý Hợi, xét theo dụng thần bát tự mệnh khuyết, nội dung chia thành 12 nhóm của 12 tháng sinh, tóm tắt về đại vận, tức những sự kiện xảy ra trong 10 năm. Ngày tháng năm đề cập là ngày dương lịch, các bạn có thể tra áp lịch Việt ngày âm xen dương hoặc là vào website Khải Toàn để tự tra. Xét đơn giản theo năm sinh, Quý Hợi thuộc Bình Địa Mộc, hộ mệnh là vị Phật A Di Đà. Mệnh mộc nên dùng màu của mộc hoặc màu của thủy, gồm các màu xanh lá, xanh dương hoặc đen. Những gì là thủy? Hải sản, đánh bắt cá, nghề biển, quảng cáo, tư vấn, làm đẹp, cơ sở chữa bệnh, spa, thẩm mỹ, kinh doanh nước giải khát là các ngành thuộc thủy. Giờ tốt của thủy là giờ buổi tối. Tính đơn giản thì tam hợp với Hợi, ta có Mão Mùi hoặc là Tý Sửu. Trực xung ta có Dần Thân Tỵ Hợi. Tuy nhiên, tam hợp lục hợp này chỉ có ý nghĩa nếu đó là dụng thần, tức là mệnh khuyết theo ngũ hành. Khải Toàn không khuyến nghị các bạn xét theo cách này, khó lòng chính xác cao. 10 người dụng giỏi lắm, vài người đúng, vì không phải ai tuổi Quý Hợi cũng như nhau. Các bạn vào website tự tra lá số, ghi lại thông tin 8 ô ngày sinh của mình theo ví dụ này, ghi nhớ mệnh ngày sinh của mình, vì trong bài đề cập nhiều về mệnh ngày sinh, một mật mã rất quan trọng. Sau đó mời các bạn xem chi tiết 12 tháng sinh, tự tra mệnh ngày sinh của mình, những mật mã liên quan của bản thân ở phần sau video.